Vì xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với tạp chí ngân hàng trên kênh truyền hình FBNC. Trước khi bắt đầu như thường lệ, xin mời quý vị cùng với Minh Vi điểm qua những nội dung chính trên tạp chí kỳ này. Các ngân hàng dự báo tăng trưởng cho vay 2016 cao nhất 5 năm. Được hưởng lãi suất thấp đến khi giải ngân hết 30.000 tỷ đồng. Credit Suisse và HSBC bác bỏ cáo buộc chiếc tay cho trốn thuế. Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh ngành ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước thực hiện cho quý 2 năm nay, các ngân hàng thương mại đã dự báo dư nợ cho vay có thể sẽ tăng trưởng ở mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Tại cuộc điều tra mới công bố của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại tuy giảm nhẹ dự báo về tăng trưởng huy động vốn nhưng vẫn dự báo về tăng trưởng cho vay ở mức khá cao, hơn 20% trong năm nay. Đây là mức tăng cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng cho vay thực tế trong 5 năm gần đây. Hầu hết các ngân hàng đều kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ phục hồi bền vững trong quý 2 tới và trong cả năm nay. Mức độ rủi ro của khách hàng cũng có xu hướng giảm rõ rệt so với năm ngoái, trong đó giảm mạnh nhất ở nhóm khách hàng là tổ chức kinh tế và các ngân hàng khác. Rủi ro khách hàng giảm cũng là cơ sở để các ngân hàng tự tin nợ xấu đến cuối năm nay sẽ giảm thêm so với cuối năm ngoái. Trong đó, 91,2% tổ chức tín dụng tin tưởng rằng tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng của họ ở mức dưới 3%. Dù vậy, kết quả khảo sát về dự báo lợi nhuận lại cho ra thông tin cho thấy, các ngân hàng khá thận trọng khi giảm dự báo tăng trưởng lợi nhuận toàn hệ thống năm nay từ mức hơn 14% hồi tháng 12 năm ngoái về mức tăng 12,7% tại cuộc điều tra lần này. Chính phủ mới đây đã thống nhất cho phép người vay vốn từ gói 30.000 tỷ đồng tiếp tục được hưởng lãi suất ưu đãi cho đến khi gói hỗ trợ nhà ở giá thấp 30.000 tỷ đồng được giải ngân hết. Theo quyết định của Thủ tướng, phần tiền vay từ gói 30.000 tỷ đồng giải ngân sau ngày 1 tháng 6 vẫn tiếp tục được hưởng lãi suất ưu đại ở mức 5% trong suốt thời gian vay, thay vì phải trả lãi suất thương mại như quy định trước đó của ngân hàng nhà nước. Trước khi có quyết định trên, thì ngân hàng nhà nước đã báo cáo Thủ tướng xem xét gia hạn giải ngân tái cấp vốn cho các khách hàng hộ gia đình vay tiền thuê mua nhà hoặc cải tạo nhà ở với lãi suất ưu đãi của gói 30.000 tỷ đồng nếu việc giải ngân đến ngày 1 tháng 6 vẫn chưa xong. Riêng ngân hàng nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng dừng ký hợp đồng mới theo chương trình củ gói cho vay ưu đãi này từ ngày 31 tháng 3 năm nay, do đã hết hạn mức dự kiến là 30.000 tỷ đồng. Thông kê đến ngày 10 tháng 3 cho thấy tổng số vốn các ngân hàng cam kết cho vay đã vượt 30,1 ngàn tỷ đồng. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Rating vừa công bố giữ nguyên xếp hạng nợ dài hạn IDR của 5 ngân hàng Việt Nam bao gồm Agribank, Vietinbank, Vietcombank, ACP và MB. Fitch Rating đã giữ nguyên xếp hạng nợ dài hạn của Aribank, Việt Tính và Vietcombank ở mức B+, xếp hạng của ACB và MB ở mức B. Triển vọng xếp hạng của năm ngân hàng trên được đánh giá là ổn định. Theo Fitch, các mức xếp hạng được giữ nguyên do hệ thống ngân hàng của Việt Nam đang có nhiều dấu hiệu bình ổn ban đầu, được hỗ trợ trong bối cảnh kinh tế tốt lên. Fitch Rating cũng kỳ vọng đồng nội tệ tương đối ổn định và lạm phát thấp sẽ giúp cho thanh khoản và nguồn vốn của hệ thống ngân hàng Việt Nam ở tình trạng tốt, giảm áp lực về chất lượng tài sản lên hệ thống. Tuy nhiên, Cơ quan này dự đoán khả năng sinh lời của các ngân hàng vẫn phải chịu sức ép do áp lực giảm lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chi phí tín dụng cao hơn do áp dụng chặt chẽ các quy định mới của ngân hàng nhà nước về phân loại nợ xấu. Thưa quý vị, theo Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vào tiền đồng của Việt Nam đang tăng lên dựa trên chỉ số đánh giá mức độ rủi ro của việc nắm giữ trái phiếu chính phủ gọi tắt là CDS giảm đi. Ủy ban giám sát tài chính quốc gia cho biết, theo số liệu của Ngân hàng Phát triển châu Á ADB, chỉ số CDS một thước đo đánh giá mức độ rủi ro của việc nắm giữ trái phiếu chính phủ Việt Nam đã giảm xuống mức quanh 240 điểm trong quý 1 năm nay, từ mức trên 300 điểm ghi nhận trước đó. Tỷ giá Việt Nam đồng so với đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại cũng ổn định trong biên độ của tỷ giá trung tâm do ngân hàng nhà nước đưa ra, dao động quanh mức 22.200 đồng đến 22.500 đồng đổi 1 đô la. Theo Ủy ban giám sát tài chính, diễn biến ổn định trên thị trường ngoại hối được cho là do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã thận trọng trong việc tăng lãi suất và đồng nhân dân tệ không biến động nhiều trong quý 1, làm giảm áp lực lên tỷ giá. Bên cạnh đó, việc ngân hàng nhà nước áp dụng điều hành tỷ giá theo cách mới cũng giúp hạn chế việc tỷ giá bị điều chỉnh đột ngột, loại bỏ tâm lý găm giữ đầu cơ ngoại tệ. Liên quan đến các ý kiến khác nhau về việc ngân hàng nhà nước đang siết lại các đối tượng có nhu cầu vay ngoại tệ từ sau ngày 31 tháng 3 năm 2016 qua thông tư 24. Giải thích trên báo chí mới đây, đại diện vụ chính sách tiền tệ cho biết việc siết ngoại tệ chỉ áp dụng với nhóm có nhu cầu vay không chính đáng. Ông Bùi Quốc Dũng, vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ cho biết, theo thông tư 24, ba nhóm có nhu cầu vay ngoại tệ là nhóm vay để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa dịch vụ, vay để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đối với các dự án công trình quan trọng quốc gia được Quốc hội Chính phủ phê duyệt và vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu vẫn tiếp tục được vay như bình thường. Riêng nhóm thứ tư là nhóm vay ngoại tệ đã đáp ứng các nhu cầu vốn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay thì sẽ không được tiếp tục vay sau ngày 31 tháng 3 năm nay. Nguyên nhân là do nhóm này vay không phải để do nhu cầu sử dụng ngoại tệ mà để bán ra lấy tiền đồng sử dụng trong nước nhằm hưởng lãi suất thấp của tiền vay ngoại tệ. Vụ chính sách tiền tệ cũng cho biết, sở dĩ áp dụng từ ngày 31 tháng 3 năm 2016 thay vì 31 tháng 12 năm 2015 là để tránh thời điểm căng thẳng cung cầu ngoại tệ cuối năm. Doanh nghiệp vì yêu cầu tất toán mà phải mua ngoại tệ giá cao. Thưa quý vị, chương trình cho vay thí điểm phát triển nông nghiệp đã khép lại với các ngành chức năng có liên quan để cho vay khu vực nông nghiệp sau này hiệu quả hơn với nông dân và có tính khuyến khích cao hơn với các ngân hàng thì cần có cơ chế bảo hiểm cho các vùng sản xuất nguyên liệu lẫn bảo hiểm cho các ngân hàng thương mại. Theo ngân hàng nhà nước, hiện hoạt động bảo hiểm đã phủ sóng lên các dự án cho vay thí điểm khu vực nông nghiệp. Tuy nhiên, về lâu dài cần có cơ chế bảo hiểm chung đối với sản xuất nông nghiệp nông thôn tránh rủi ro cho các nhà cho vay và cũng tránh rủi ro cho chính các hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ nông dân. Đồng quan điểm này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng cho rằng cần đề xuất chính phủ có cơ chế chính sách bảo hiểm trong nông nghiệp. Bên cạnh mở rộng bảo hiểm ra đối với chủ ngành hàng có dung lượng hàng hóa lớn như sản xuất thủy sản, sản xuất lúa, cà phê thì chính phủ cũng nên có chính sách để giúp ngân hàng thương mại yên tâm hơn trong xử lý rủi ro cho vay vốn. Thưa quý vị trong chương mục con số ấn tượng kỳ này thì chúng tôi muốn đề cập đến con số 100 đồng. Đây là mệnh giá của tờ tiền sẽ được phát hành để kỷ niệm 65 năm thành lập Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào ngày 6 tháng 5 năm 2016 tới đây. Đồng tiền này không có giá trị thanh toán chỉ là lưu niệm để tuyên truyền quảng bá hình ảnh đất nước lịch sử dân tộc và đồng tiền Việt Nam với công chúng trong nước và thế giới. Tờ tiền lưu niệm 100 đồng này có kích thước lớn hơn so với các tờ tiền volume thông thiệu thường chất liệu bằng cô tông màu đỏ Tiền có in hình quốc huy, hình ảnh thanh giống, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, hình ảnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và logo 65 năm kỷ niệm thành lập Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Việc phát hành loại tiền lưu niệm đã được nhiều nước trên thế giới thực hiện. Đây là thông lệ của các quốc gia để kỷ niệm truyền thống đồng tiền của mình và phục vụ nhu cầu sưu tầm của các cá nhân tổ chức trên thế giới. Tiền lưu niệm 100 đồng này sẽ được bán tại các ngân hàng với giá 20.000 đồng một tờ cho loại tờ rời và 25.000 đồng một tờ cho loại được bọc trong phong bao kèm chú thích song ngữ Việt Anh. Theo báo cáo mới nhất về triển vọng kinh tế Việt Nam, Ngân hàng Phát triển châu Á ADB dự báo mặt bằng lãi suất có thể chịu áp lực tăng trong năm 2016. Nguyên nhân chủ yếu vì ngân hàng nhà nước đặt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm cho toàn hệ thống từ 18 đến 20% so với năm 2015 để hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế. Tuy vậy, lạm phát, tín hiệu vĩ mô vốn có mối liên quan nhất định đến lãi suất lại được ADB dự báo chỉ tăng khoảng 3% trong cả năm nay và tăng 4% trong năm 2017. Theo dự kiến, Ngân hàng Vietcombank sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm nay vào ngày 15 tháng 4 tới. Trong đó có kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ khoảng 35% và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài, tỷ lệ tối đa là 10%. Năm qua, nhà cho vay này đã đạt lãi trước thuế đến 7.500 tỷ đồng, cổ tức tối đa tỷ lệ 10%. Dự kiến đến cuối năm nay, tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank dưới 2,5%. hàng nhà nước vừa cấp phép thành lập ngân hàng 100% vốn ngoại cho ngân hàng Public Bank Berhad, Malaysia tại Việt Nam. Ngân hàng có vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng và thời hạn hoạt động là 99 năm. Ngân hàng 100% vốn Malaysia này được thành lập từ chuyển đổi ngân hàng liên doanh VID Public. VID Public là ngân hàng liên doanh có mặt ở Việt Nam từ năm 1992 với tỷ lệ vốn góp 50-50 giữa BIDV và Public Bank Berhad của Malaysia. Năm 2014, BIDV đã chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại liên danh này cho Public Bank BH. Ngân hàng nhà nước vừa quyết định cấp hạng mức tăng trưởng tín dụng cho cả năm nay lên đến 25% cho ngân hàng phương đông OCB. Đây là hạng mức cao nhất mà ngân hàng nhà nước cấp cho một ngân hàng thương mại tính đến, đến nay. Với rừng tín dụng được nâng lên hạng mức cao nhất, nhà cho vay này tin chắc các hoạt động tín dụng năm nay sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Khép lại phần đầu tạp chí ngân hàng, ngay bây giờ Minh Vi xin mời quý vị khép lại phần đầu tạp chí ngân hàng kỳ này, Minh Vi xin mời quý vị tiếp tục đến với phần 2. Giao dịch tại máy ATM cần lưu ý các loại thông tin thẻ. Các ngân hàng thương ương châu Á đối mặt nhiều rủi ro.